Bao nhiêu bạn biết cái ly này? Có người nói là gì? Cầm cái ly thế này. Cũng có người nói là gì? Cầm cái ly thế này. Và có người nói là gì? Cầm cái ly thế này. Theo các bạn cầm cái ly thế nào đúng nha. Chọn cái nào? 1, 2, 3. Chọn cái nào? Câu trả lời á, bạn cầm kiểu nào cũng được. Bạn cầm kiểu nào cũng được hết, được chưa? Cầm kiểu uống nào mình thoải mái nhất, thích nhất. Thằng nào nói gì cái trả đó. Được không bạn? Có nghĩa là không quan trọng người khác nghĩ gì về mình. Cứ vui đi. Được không bạn? Bây giờ mày cầm cái ly uống rượu tao uống gì cái đó chứ, mày quan trọng thì mày đi mày tìm thằng nào quan trọng. Đối với tao, tao không care việc đó. Được chưa các bạn? Và quan trọng là gì? Tao uống gì cũng kìa luôn đi. Uống sai cũng được. Có nghĩa là trong cuộc sống này á, các bạn á, để ý nhá, sẽ rất nhiều người tiểu tiết các bạn. Sẽ rất nhiều người họ chú ý tiểu tiết. Họ ngồi soi mói bạn từng cái một. Và tôi đã từng một thời gian chịu áp lực rất nhiều. Vì tôi đi gặp khách hàng, gặp đối tác. Tôi bán hàng và sống trong một xã hội gọi là xung quanh mình toàn người giỏi, toàn người giàu các bạn. Mình cố gắng mình chen qua đó để mình học hỏi mà. Soi mói tiểu tiết nhiều lắm. Thì sau một thời gian tôi mới ngậm một điều là gì? Nếu cuộc sống của tôi mà cứ tiếp tục như vậy, mình cứ chiều bỏ ý người khác á, bất hạnh thế. Bất hạnh thấy luôn các bạn ơi. Anh Dung à, mình yêu mình này. Yêu cảm xúc của mình. Vợ con mình còn khổ, anh em mình còn khổ, mình còn chưa làm được tới đâu, mình còn chưa giàu, chưa làm được những cái điều quá to lớn, chưa xây trường học, chưa xây cái này nọ được, chưa tạo được giá trị xã hội này. Tiểu tiết bỏ qua. Anh Dung à, đó là do sao tôi nói mà khi mà tôi chỉ tục, tôi nói tục với nhiều anh em đánh giá này nọ, cái anh em mà triết lý quá hoặc là cái anh em mà sống mà nó văn hóa quá thì thôi, không hợp với gu tôi. Việc của tôi là gì? Hiệu quả, công việc. Tôi sẽ làm sao trách nhiệm nhất, ra vấn đề nhất. Thế thôi.